Xin chào mọi người, đây em rùa cái này, em gái này ăn rau, rau với mấy cái vết gì này. Con này em gái này thì hơi nhỏ con nên ráng ăn đi cho nó mập hơn chút. Con này chắc khoảng 20 pound. Đó. Mọi người thấy không? Cái bàn tay mình này, đó. Để cho mọi người thấy được cái con này nó lớn cỡ nào, bàn tay mình đặt vô đó thì thấy vậy đó. Thì em này chịu khó ăn lắm, siêng ăn nhưng mà cũng chưa thấy to bằng mấy anh chị em lớn của cô. Đây là chị gái, đây này là chị gái này. Chị gái thì hơi lớn, hơi bự con. Còn thằng này là thằng boy này lần trước mình cân là khoảng nhiêu ta, 28 pound. Chị gái kia của nó là tên là Tomato, thì nặng khoảng bao nhiêu, hồi chưa cắt mấy tháng thì cân là 35 pound hả, 35 pound thì cứ chia đôi ra khoảng đó, 2,5 kg đó, 2,2 kg bằng 1 kg, khá vậy, 2.2 pound rồi 1 kg, thì cứ tính như vậy. Cái này khoảng thằng này bữa trước, mấy tháng trước thì cân khoảng 35 pound hay sao đó, thằng này là 28 pound này. Còn em nhỏ kia thì khoảng nãy hồi trước cân là 18 pound, giờ thì chắc là 20 pound quá, 19 pound. Cái này anh này là ăn được. Còn bên này có một ăn được nữa này. Bên này có ăn bự con nó mất rồi. Đấy. Ăn bự con nhất thì chia ăn ra nằm chỗ riêng. Không có để chung được tại vì ăn này hung dữ lắm. Gặp mấy em gái là cua vô là đạp mái không à. Nên dữ dằn lắm, mà đạp gái mấy em gái mà lại còn đánh em đực kia nữa, nên con này mình chia riêng ra, mình gọi nó là xong ta mình gọi nó là tập hí, nhưng mà nó là tên nó là Tang, gọi nó là Tang. Còn bên này thì anh này thì cũng khá đẹp trai, mình gọi nó là George, mắt to đẹp trai, đi vô nhà đấy. Thế mình nói giờ lợn vợn đi tới nhưng không biết là sao. Đó, con này thì cái mu nó hơi dẹp nhưng mà là ăn được. Chị này thì đẹp gái rồi, rất là nặng. Bây giờ mình nghĩ chắc nó nặng khoảng nó chừng bữa trước khi nó lên thế nặng quá. Chị này cũng chịu ăn lắm, có cái ăn này thì hơi kén ăn này. Cái chị này thì chịu ăn lắm này, mà chị lại tròn, cái mu nó tròn, mà cũng cân đối, những cân đối. Anh này thì cái mu hơi dập dẹp chút, nó hơi cái kiểu nó hơi khác, hơi dập dẹp. Còn chị này thì cái mu tròn, thấy không? Mu rất là tròn đẹp. Chị gái này rất là đẹp gái, còn chị nhỏ này cũng đẹp gái. Chị nhỏ này mu cũng tròn, mình không biết nữa, hay là con cái mu nó tròn mình không biết nữa. Nhưng mà anh này ăn được này thì cũng kén ăn lắm. Cũng kén ăn mà không biết nữa. Đấy, đi tới cho mình đó. Nó mình nuôi cái con đực này từ lúc nó mới đẻ ra được mấy tuần. Đó, bàn tay mình đó. Mình nuôi nó từ lúc đó. Nó mới sanh ra được được đầu tay hơn, hai đầu tay thôi, nhỏ thôi. Rất là nhỏ, được mấy tuần gì đó. Thì mình nuôi nó từ lúc đó. Nó với cái thằng anh trai nó phía bên kia là nuôi lúc nó còn nhỏ. Còn chị gái này thì mới mua sau này, mua cả năm đây rồi. Chị này thì đấy, bàn tay mình thấy con này cũng lớn lắm, mà nó còn lớn nữa. Thì con này bữa trước mình có nói rồi là con này khoảng bao nhiêu tuổi rồi, chắc cũng 9 tuổi quá, 8-9 tuổi. Con này 8-9 tuổi.
Anh này thì cũng khoảng 9 tuổi, 10 tuổi hồi lúc đến mua. Cái anh này là nuôi từ lúc nhỏ là khoảng cái chừng năm 2014 hả? Chắc khoảng 14 quá. Chẳng nhớ, nó chắc 14. Chị này thì siêng ăn lắm. Hôm qua để một rổ rau ăn hết rồi. Rau riếp á, rau salad á, rau riếp á, ăn hết rồi. Hôm nay thì đi lấy rau này về. Ở mấy cái chợ đó người ta bỏ cái sọt ra tới xin người ta để ra xong mình lấy về cho nó ăn thôi. Không có gì, lâu lâu lấy. Lâu lâu mình cũng cho nó ăn thêm đồ khác nữa, đồ khô. Mình mua thêm mấy cái đồ khô mà gọi là cỏ khô đấy. Cỏ người ta làm đồ khô, nó là thành viên rồi. Thì lâu lâu mình kẹt lấy cái đấy cho nó ăn thôi. Còn bình thường thì tùy, lung tung lắm. Ví dụ mình đi chơi xe mà như vậy, đi công tác, ví dụ như tuần sau mình đi Singapore tuần sau thì đi mất 10 ngày thì mình không biết đấy. Chắc để nó ít đồ ăn, với lại ở nhà chắc gọi cho con nhỏ hay mới đến nhỏ nhà lấy đồ cho nó ăn. Rồi nha, rồi ba mọi người nha. Đấy, ăn này đâu, ăn này. Ba mọi người nha. Rồi, hôm nay buổi sáng rất là đẹp trời. Trời ấm áp, mấy anh này anh ta hơi nắng. Bye nha, rồi chào mọi người.